Xin chào các bạn. Khi chúng ta bị rụng tóc thì thường chúng ta sẽ nghĩ tới cái việc là chúng ta sẽ dùng một cái dầu gội đầu hay là một cái thuốc gì đó, hoặc là chúng ta đi các cái spa để chúng ta chăm sóc tóc để làm cho tóc chúng ta nó mọc trở lại. Nhưng mà đó, nhiều khi chúng ta lại thấy rằng là nó vẫn như vậy. Vậy thì cứ nguyên do là tại sao và làm sao chúng ta có thể làm cho tóc chúng ta nó mọc trở lại một cách tự nhiên? Thì khi mà các bạn nhìn thấy cái da đầu của chúng ta đó các bạn, là từ từ nó thưa, tóc nó thưa dần và ống thành, và chúng ta nhìn thấy luôn cái da đầu của chúng ta đó, thì lúc này chúng ta bị rụng tóc các bạn. Vậy thì đó, cái nguyên nhân sâu xa đó là cái gì? Thì cái nguyên nhân sâu xa đó là do các cái hormone trong người chúng ta nó thay đổi nha các bạn. Tức là cả nam và nữ chúng ta đều bị, chứ không phải chỉ có nữ không thôi các bạn. Thì khi mà các hormone này nó hoạt động không bình thường đó, thì các hormone này lúc này đó nó sẽ không có vào đủ, nó sẽ không có vào trong cái chân tóc của chúng ta đủ nhanh các bạn, để nó cung cấp các dưỡng chất cho cái chân tóc để mà nuôi tóc các bạn, và từ đó mà chúng ta sẽ không sản sinh ra được các cái tóc mới. Thì các bạn nhận thấy là khi mà các bạn còn trẻ đó, tức là khi các bạn độ tuổi thanh thiếu niên đó các bạn, thì chúng ta thấy là cái đường rẽ ngô này của chúng ta, tóc chúng ta còn nhiều các bạn, thì cái đường rẽ ngô này của chúng ta đó là chúng ta nó rất là nhỏ các bạn, chúng ta chỉ vừa đủ thấy nó thôi. Các bạn để ý các bạn sẽ thấy chuyện đó. Nhưng mà khi các bạn càng lớn tuổi, tức là đặc biệt là chúng ta bắt đầu từ 40, 50 trở lên đó các bạn, và mình thấy là nhiều người hiện nay là còn trẻ hơn nữa, là chúng ta bắt đầu chúng ta tóc bị rụng. Thì ở nam thì chúng ta thấy là thường là chúng ta sẽ hói hai bên đây đó các bạn, tóc rụng nhìn bên hai bên đây ha. Rồi ở nữ đó thì thường là cái đường trẻ ngô này của chúng ta các bạn, là chúng ta thấy là nó từ từ nó lớn ra các bạn. Cái đường trẻ ngô ngay giữa này chúng ta từ từ nó lớn ra ha các bạn. Cái đường ngay giữa này nó lớn ra, tức là tóc chúng ta nó thưa dần đi, hoặc là bắt đầu từ từ nó hình thành lên một cái vết hói ở ngay giữa đầu các bạn, nó lan ra ở trên đây các bạn, một cái vùng trên đầu này. Thì cái chỗ này thì mình thấy là cả nam và nữ đó đều bị cái khúc trên đây hết các bạn, từ từ nó thưa dần ra và chúng ta sẽ bị hói khúc trên đây nè các bạn. Thì nếu như mà sau cái độ tuổi 50 đó các bạn, nếu mà phụ nữ chúng ta hoặc là nam giới của chúng ta đó các bạn, nếu mà các bạn tình trạng của các bạn mà cái hormone của chúng ta nó ổn định đó, thì cái đường rẽ ngô này của chúng ta đó nó chỉ lớn hơn một chút xíu thôi nha các bạn, nó vẫn có tóc bình thường, nhưng mà cái đường rẽ ngô này lớn hơn chút xíu thôi, chứ nó không có nhỏ như là khi mà chúng ta còn trẻ nữa. Cái đó là cái trường hợp mà hormone chúng ta nó hoạt động bình thường nha các bạn. Nhưng mà đó vậy thì đó cái chuyện gì nó xảy ra ở chân tóc của chúng ta, tức là những cái gì mà tóc, khi mà tóc ta rụng đó, là cái chân tóc của chúng ta nó có vấn đề các bạn. Vậy thì đó chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta rụng tóc đó, là cái nguyên nhân là do cái hormone nó thay đổi các bạn, và nó xảy ra ở dưới da của chúng ta nha các bạn, ở ngay cái chân tóc đó, chứ không phải nó xảy ra ở trên cái bề mặt của nó. Thì chúng ta biết là máu đó nó sẽ chạy vào cái chân tóc nha các bạn, nào để mà nó nuôi các chân tóc bằng các chất béo nha các bạn, tức là cholesterol đó các bạn. Do vậy mà nếu các bạn thiếu cholesterol là cũng gây ra rất là nhiều vấn đề nha các bạn. Thì khi mà chúng ta biết là cái tình trạng, và chúng ta nhìn vào cái tình trạng tóc của chúng ta đó, thì chúng ta có thể cho biết được là cái mức độ stress trong cơ thể của chúng ta như thế nào các bạn. Tức là khi các bạn rụng tóc nhiều vân vân thì tức là cái stress trong cơ thể của chúng ta nó cao các bạn. Đó là một trong những cách để mà chúng ta nhận biết là cái người đó có bị stress hay không các bạn. Các bạn để ý những cái người nào bị stress mà càng cao thì tóc rụng càng nhiều các bạn, mặc dù là còn trẻ. Thì khi mà chúng ta bị stress đó, thì nó sẽ ngăn máu các bạn đi vào các chân tóc các bạn, nó ngăn máu đi vào các chân tóc, hoặc là các cái hormone nó theo máu và đi vào trong cái chân tóc của chúng ta, hoặc là nó không có đi vào đủ nhanh các bạn, và từ đó mà nó không có cung cấp được các cái dưỡng chất cho tóc và làm cho tóc chúng ta nó chết đi, cái chân tóc chúng ta các bạn nó chết đi. Thì khi mà cái chân tóc của chúng ta nó chết đi đó, thì khoảng 3 tháng sau đó các bạn, thì cái tóc ở bên ngoài này chúng ta các bạn nó mới rụng ra. Các bạn thấy không ạ? Tức là cái chuyện gì nó xảy ra trước đó rồi, từ lâu rồi, và sau này chúng ta kết quả là chúng ta mới thấy được là chúng ta bị rụng tóc các bạn. Thì cái nguyên do stress đó các bạn thì nó có nhiều lắm các bạn. Thì có thể là các bạn do bị stress, các bạn bị stress về công việc nè, các bạn bị stress về gia đình nè, các bạn bị stress về các mối quan hệ nè, vân vân các bạn. Hoặc là các bạn bị đau nhức các bạn, viêm xương đau nhức mãn tính, nó cũng là một stress nha các bạn. Tức là cơ thể của chúng ta nhận biết cái chục viêm xương trong người của chúng ta đó, nó giống như là một cái stress thôi các bạn. Ví dụ như là các bạn bị các cái bệnh như là autoimmune system đó các bạn, tức là các hệ miễn dịch của chúng ta nó phản ứng quá mức các bạn. Ví dụ như các bạn bị cường giáp,
thì nó là một cái dạng của cái autoimmune đó các bạn, tức là cơ thể của chúng ta nó phản ứng quá mức. Thông thường các bạn bị cường giáp 80% là các bạn bị cái căn bệnh nó gọi là Hashimoto, sao các bạn, tức là cái cơ thể của chúng ta nó phản ứng quá mức và từ đó nó tự tấn công đến chúng ta, và thường chúng ta sẽ bị viêm tuyến giáp mãn tính, thông thường là như vậy. Hoặc là các bạn bị đau khớp, hoặc là các bạn có các vấn đề về tiêu hóa, hoặc là các bạn bị sương mù trong máu vân vân, tức là những cái gì mà các bạn nó gây ra viêm sưng trong cơ thể của chúng ta đó, thì nó cơ thể của chúng ta nhận biết nó là một cái stress các bạn. Hoặc là các bạn bị insulin cao, tức là các bạn bị kháng insulin đó các bạn, hoặc là các bạn bị tiền tiểu đường hoặc là tiểu đường, nó cũng là một dạng stress trong cơ thể của chúng ta. Hoặc là các bạn bị hóa trị đi các bạn yêu hóa trị các bạn, khi các bạn bơm hóa chất vô thì cơ thể của chúng ta nó viêm sưng ở trong đó, thì cơ thể của chúng ta nhận biết đó là một stress cho các bạn, và do vậy mà chúng ta bị rụng tóc. Vậy thì đó, để cho tóc khỏe đó, thì việc đầu tiên là chúng ta phải gia cố các cái hormone mà nó dựa vào chất béo nha các bạn, tức là lấy, tức là cơ thể của chúng ta lấy cholesterol để tạo ra các hormone đó, và từ đó các hormone đó nó mới lại nuôi tóc các bạn. Ví dụ như là các cái hormone như progesterone các bạn, các hormone của nữ các bạn, hoặc là testosterone là của nam các bạn, hoặc là aldosterone, tức là một cái hormone mà nó để cân bằng huyết áp của chúng ta đó, tức là cân bằng cái natri và natri và kali đó các bạn, tức là chúng ta biết rằng là khi mà huyết áp của chúng ta cao đó là cái natri của bạn cao và kali các bạn thấp. Khi mà huyết áp của bạn thấp á, tức là cái kali của bạn cao và natri thấp hơn các bạn, hai cái đó trái ngược nhau, thì cái aldosterone này, cái hormone này nó giúp cân bằng cái đó. Ngoài ra đó còn một số các hormone khác nữa của nó là biến thể của nó, là một dạng của estrogen đó các bạn, nó giống ví dụ như là cái estradiol hoặc là estrone đó các bạn, tức là những cái hormone của nữ đó các bạn, hoặc là vitamin D đó các bạn. Thì đó là một số các hormone mà nó tức là nó dựa vào chất béo các bạn, tức là cơ thể của chúng ta lấy chất béo để tạo các hormone này, và do vậy mà nếu các bạn thiếu cholesterol đó, thì chúng ta không đủ các bạn. Tức là khi các bạn nạp cái cholesterol vô thì cơ thể của chúng ta bắt đầu nó sẽ lấy cholesterol để mà nó chuyển thành các cái hormone này các bạn. Tức là progesterone, testosterone nữa các bạn, aldosterone vân vân, và kể cả vitamin D nữa các bạn. Nhưng mà đó, một số người trong chúng ta đó là khi mà các bạn thấy là khi các bạn vẫn nạp cái cholesterol hàng ngày, nhưng mà tại sao cái tóc của chúng ta nó vẫn rụng? Là bởi vì cái lượng insulin trong người của các bạn nó cao các bạn. Khi mà cái insulin trong người của các bạn cao đó, thì lúc này cơ thể của chúng ta nó cũng nhận biết như là một cái stress nha các bạn. Và khi mà cái lượng insulin trong người các bạn cao, tức là các bạn bị kháng insulin đó, thì lúc này nó sẽ ngăn các cái hormone này nó hoạt động không bình thường các bạn. Tức là nó chặn các hormone này lại, mà nó không cho cái hormone này nó đi vô trong trong chân tóc của chúng ta, hoặc là nó chỉ vô một phần thôi, nó không vô hết các bạn ha. Và do vậy mà cái chân tóc của chúng ta nó không có đủ chất dinh dưỡng và từ từ nó chết đi. Vậy thì cái giải pháp là gì? Thì cái giải pháp là các bạn, thứ nhất là các bạn phải làm sao là các bạn, thứ đầu tiên là các bạn phải nạp cái cholesterol cho các bạn, và đồng thời cái thứ hai nữa là các bạn phải làm giảm cái insulin trong người hơn các bạn. Thì cái cách tốt nhất là các bạn chuyển qua một chế độ ăn keto thôi các bạn, tức là chúng ta ăn giảm đường với tinh bột hơn các bạn, hoặc là không ăn đường với tinh bột, và đồng thời các bạn tăng cường chất béo để chúng ta làm giảm cái insulin và chúng ta tăng cái cholesterol của chúng ta lên. Và khi mà ăn keto thì chúng ta sẽ phải có một cái quãng bữa chúng ta không ăn vặt nha các bạn. Mục đích của chúng ta làm giảm insulin mà các bạn, thì mình đã làm một số các cái video về keto rồi các bạn. Thì khi mà các bạn ăn chế độ ăn keto thì từ từ đó thì nó cái tóc của chúng ta, cái chân tóc của chúng ta đó các bạn, từ từ nó sẽ sống trở lại các bạn ha. Nó được cung cấp dưỡng chất, từ từ nó sống trở lại và làm cho tóc của chúng ta nó mọc từ trở lại. Nhưng mà đó, một số người đó, tức là khi mà các bạn ăn theo chế độ keto đó để mà các bạn giảm cân đó, thì một số người khi chúng ta giảm cân đó, thì cái lúc ban đầu chúng ta vẫn bị rụng tóc các bạn. Như mình hồi trước cái bệnh, tức là cách đây hồi trước khoảng có chừng 5-6 năm trước, mình cũng bị rụng tóc các bạn. Tóc mình nó bắt đầu nó thưa trên đỉnh đầu các bạn, hoặc là hai bên các bạn. Và nhiều người nói là mình là sắp bị hói rồi các bạn. Cái cách đây khoảng 5-6 năm. Và bây giờ thì mình các bạn thấy là tóc mình nó mọc trở lại các bạn. Thì ở giai đoạn khi mà chúng ta giảm cân đó các bạn, tức là chúng ta chuyển sang một cái chế độ ăn mà nó không dựa vào glucose các bạn, mà nó dựa vào chất béo, tức là cơ thể của chúng ta làm giảm insulin các bạn, thì lúc này đó cơ thể của chúng ta nó nhận biết nó là một cái stress cho các bạn. Tại vì sao? Là tại vì khi mà các bạn ăn đường với tinh bột nhiều đó trong thời gian dài, thì cơ thể của chúng ta nó dựa vào cái nguồn năng lượng, nó là glucose. Chúng ta biết là glucose nó là một cái dạng năng lượng, tức là cơ thể của chúng ta, cái não của chúng ta nhận biết nó là một cái dopamine, tức là một cái chất gây nghiện cho não các bạn.
Tức là khi các bạn làm giảm tình trạng insulin xuống, các bạn, tức là chúng ta đi cai nghiện insulin, nói nôm na là như vậy, là tình trạng nó đi cai nghiện insulin. Và do vậy mà chúng ta thấy là khi mà chúng ta cai nghiện như vậy đó, thì cái não của chúng ta nó bị stress các bạn ha, cơ thể của chúng ta nó bị stress chứ các bạn. À, vậy do vậy mà khi mà cơ thể của chúng ta nó chưa quen với keto nữa các bạn, thì cơ thể thì lúc này cơ thể của chúng ta nó vẫn bị stress nha các bạn. Và đó là do vì sao mà khi mà ở giai đoạn đầu khi các bạn ăn keto đó, ăn chế độ ăn keto đó các bạn, thì các bạn vẫn bị rụng tóc nha các bạn. Chỉ khi nào mà các bạn các bạn quen với cái năng lượng keto rồi, tức là cái năng lượng lúc nào nó có, nó tạo từ chất béo ra, nó lấy cái năng lượng đó, tức là cái lượng insulin trong người của bạn nó giảm rồi đó, thì lúc này đó thì cái chân tóc của chúng ta nó mới từ từ nó phục hồi trở lại nha các bạn. Bởi thì đó, khi mà cái chân tóc nó phục hồi trở lại rồi đó, thì 3 tháng sau bắt đầu chúng ta thấy mấy tóc nó mọc trở lại nha các bạn. Vậy thì chúng ta thấy là để chúng ta có thể phục hồi lại cái tóc của chúng ta đó, làm cho tóc của chúng ta nó mọc trở lại đó một cách khỏe mạnh đó, thì chúng ta đòi hỏi thời gian nó lâu nha các bạn. Nó không phải một sớm một chiều như chúng ta nghĩ, hoặc là chúng ta đi ra chúng ta mua dầu gội đầu, hoặc chúng ta đi ra các cái tiệm spa chúng ta làm phục hồi tóc đó, là một lần hai lần hoặc là một hai tháng là nó sẽ mọc trở lại, không có đâu các bạn. Mình thấy là mình phải mất khoảng 8 tháng đó các bạn, để có thể làm cho tóc mình nó mọc trở lại đó các bạn. Tại vì chúng ta thấy là một đầu tiên là các bạn phải làm giảm cái tình trạng kháng insulin của các bạn trước. Tùy theo cái tình trạng kháng insulin của các bạn đó, mà nó cao hay là nó thấp, thì chúng ta sẽ mất cái thời gian nó nhanh hay lâu hơn các bạn. Trung bình nó khoảng 1-2 tháng để mà chúng ta, cơ thể của chúng ta nó quen với năng lượng keto đó các bạn. Mình mất 3 tháng đó các bạn. Và khi mà cái chân tóc của chúng ta nó khỏe trở lại đó, nó được cung cấp dưỡng chất trở lại đó, thì các bạn phải mất thêm 3 tháng nữa thì tóc của chúng ta nó mọc trở lại các bạn. Và chúng ta thấy là cái quá trình đó nó các bạn đòi hỏi ít nhất là phải 6 tháng các bạn. Mình thấy là như vậy, không thể nào các bạn làm nó nhanh hơn được, tùy theo cái tình trạng kháng insulin của các bạn. Thì đó là những cái thông tin về cái tình trạng mà rụng tóc ha, nguyên do sâu xa nó như thế nào và làm sao chúng ta có thể phục hồi lại bằng các cái thay đổi cái thói quen ăn uống của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo.